Rồi ok, chào mừng anh em đã đến với video hàng ngày của mình và mình là Mr. Ken số 29. Trước khi vô cái tiêu đề ngày hôm nay thì mình muốn nói với anh em là các bạn đang coi một kênh YouTube về xe, đậu xe và thành phẩm đầu ra, chứ không phải các bạn coi một cái kênh YouTube về fashion hoặc là thương hiệu thời trang. Nên là mình đừng quá chú trọng về cái trang phục bên ngoài. Mình lên cái clip BM mà mình không thấy ai nói về BM hết, mà mình toàn thấy hỏi cái quần sọc caro mua ở đâu không. Nó nản vải bíp. Nó đơn giản là cái xưởng mình là nhà xưởng, nó không phải giống như là mấy cái showroom làm xe giống như của mấy idol lớn lớn đầu tư tiền tỷ. Nên là mấy anh em thông cảm, mình là mình gọi là làm, gọi là chấp giá. Mình là hộ cá thể công ty gia đình ha. Tất cả những anh em làm trong xưởng đa phần là 60% là anh em trong nhà hết rồi. Còn 40% còn lại là anh em thợ ngoài vô. Nên là mình là dạng như là khi nào có dư đồng nào thì mình chấp vô đồng đó. Như cái khu vực bên đây là mình đang chuẩn bị là mình làm cái phòng kiến để cho khách chờ. Nhưng mà cứ mỗi ngày là cái lượng xe nó lại càng một đông. Thì giờ bên cái chỗ cái dãy bên kia thì mình để phân khối lớn hết rồi. Còn cái dãy bên đây thì mình để những cái xe nhỏ. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em về ba con option mà mình đang chuẩn bị dọn. Thì nói chung là trong đó có một con là theo phong cách độ, một con là theo phong cách jean ha. Cái con phong cách độ thì sẽ theo cái phong cách độ hiện đại. Đây, đây. Thì cái con này là mình mới nhận hồi 2 ngày trước. Con này là con Super Cup 70, con này đèn vuông hình như là đời 92 gì á. Mình cũng nói chung là về mấy con cúp này mình cũng không có rành lắm. Thì cái con này sẽ làm lại những gì? Cái con này coi như là sẽ phục chế dựng lại là full set xe jean của hãng như thế nào thì mình làm lại y chang vậy, từ gác chân, chống đứng, chống nghiêng tới tất cả những con ốc. Máy là làm lại, nói chung là máy là mình sẽ đa phần, ví dụ không có xoay xích bắp nha, mình sẽ làm lại hết, ví dụ thay xích bắp rồi thay bít tông, thay bạc. Cảm thấy mà đầu lòng không ok thì mình có thể thay đầu lòng luôn ha. Nói chung là làm lại chuẩn chỉ ok. Rồi phần chản ba trên dưới đồ là nếu mà mình phục chế giữ lại được thì mình giữ, còn không giữ lại được thì mình thay mới. Thì con này là được một cái là đèn trước sau với lại bốn cái xi nhan là còn zin mà cái màu nó vẫn còn đẹp. Cái này là 20-30 năm rồi, năm 90 tới giờ chạy là 30 năm mà cái xi nhan nó vẫn còn đỏ. Còn mấy bạn mà mua cái đèn xi nhan mà lô ở ngoài á, mấy bạn đi nắng chừng 1 năm thôi là nó bạc trắng nhách luôn. Cái đèn này để có thể là mình sẽ đi kiếm mua cái đèn zin coi nó sáng hơn vậy không, chứ cái này nó ố vàng quá rồi. Thì con này mình sẽ làm máy nè, rồi xi ốc, nói chung là làm lại phục chế coi như là gần như 100% là xe thùng ha. Và cái chi phí cho một con này thì nó cũng khá là mắc, chứ nó không có rẻ cho một con mà dựng lại nguyên thủy. Có nhiều bạn là nói trời ơi, cái xe tôi mua có 4-5 triệu mà dọn gì tới 30-40 triệu như vậy. Khi nào các bạn ôm một con xe, mấy bạn phục chế dựng lại thành một con xe zin, lúc đó mấy bạn mới hiểu. Zin theo cái kiểu mà nó mới lại là khác, mà zin theo cái kiểu là đúng chất xe thùng zin của nó là khác nha. Mấy bạn phải đi mua từng món đồ zin của nó, mà có những cái món đồ, thí dụ có những cái món đồ theo xe mới ken sờ ben, người ta bán một bộ cạc te nhiều khi 3-4 triệu cũng không chừng ha. Thí dụ giống như những cái đồ những xe giá trị giống như 67 rồi, hoặc là cánh én rồi nọ, nếu mà zin hơn 90%, có những món người ta bán cặp gạt te không, nó bán cả 10 triệu ha. Cái thùng xăng bán cỡ 10-20 triệu, cái chỉ là chuyện bình thường. Cái đó là chỉ có anh em nào mà chuyên chơi về xe cổ á thì mới hiểu được cái giá trị của nó thôi. Chứ còn mấy anh em mà mình dạng mấy anh em sau này á thì chơi đa phần chơi xe kiển thì ít ai mà hiểu được cái giá trị thật của những cái món đồ cổ đó ha. Rồi cái con này chắc mình sẽ ngâm khách khoảng tầm 1 tháng. Hiện tại là nhà của chủ xe đang sửa nên là cũng chưa có chỗ để đâu. Nên là thường thường mà mấy anh nào mà vô phán với mình một câu á, em cứ làm từ từ cũng được, anh không gấp. Mình khoái câu đó lắm. Rồi, còn cái con này là con cúp 125 FI.
Con này của idol tôi, anh Hai Cần Thơ, là anh chủ xe của BMW RNIT lên full đồ á. Thì con này hiện trạng là chưa bản số, mới mới lấy xong rồi là mới nhận được cái giấy hẹn thôi, là đem anh đây dọn luôn. Xe hiện trạng là chưa bản số, là tem lốc máy là còn y nguyên hết. Xe này mới đi được có 125 cây thôi ha, mới đi được 125 cây. Con này hình như ra giấy xong xuôi hết, hình như là 90 hay là 9 mấy triệu, cái đó mình cũng không rành nữa. Nhưng mà cái máy nó chạy nhẹ cực kỳ. Cặp mâm nó là cặp mâm CNC nha. Thì cái con này mấy bạn nghĩ là nó sẽ dọn gì? Anh Hai Cần Thơ thì anh chơi hơi bị khác người ta đấy xíu. Ảnh là dân chơi chứ không phải là ảnh là dân thường. Thì cái con này hiện trạng là như hình hiện tại là đang zin hết. Mình về mình bỏ hết, mình không thấy cái gì hết. Mình lấy đúng có cái phần yên cũng bỏ luôn, không lấy luôn. Mình giữ lại cái đồng hồ, cục máy với lại cái số sườn. Còn bao nhiêu là bỏ hết. Mình sẽ dọn lại style Nhật. Trước tiên là mình đi cái bánh trước là bánh lùn. Xuống hiện tại là mâm là đang đi bánh 17. Mình xuống cái mâm bản lớn. Cái niền đi căm đùm niền á, niền bản lớn là niền cỡ 16. Bản lớn. Rồi mâm sau cũng mâm niền, niền sau cũng niền 16 bản lớn. Là một. Cái thứ hai là mình sẽ làm đồng lại cái phần đầu. Làm đồng lại phần đầu cho cái phần chản ba nó rộng ra ha. Với lại làm cái ốp, làm gò cái ốp để che cái phuộc lại. Nói chung là xe này sẽ dọn cái style Nhật. Còn cái phần đèn, đèn LED đây là mình sẽ dời xuống ở dưới đây ha. Dời xuống dưới mặt nạ là một. Cái thứ hai là mình sẽ đi ghi lông trần. Còn cái phần đuôi á, là mình dọn theo dáng bumper mà. Phần đuôi là mình sẽ làm cho nó hở cái sườn, là gọt nhẹ cái phần ấy, mình sẽ gò đồng làm cái phần sườn nó ôm theo cái bánh. Nói chung là bánh trước sau, chắc ở dưới đằng sau mình có thể là đi bánh cái niền khoảng tầm 3.5. Ở đằng trước mình đi cái niền khoảng tầm 2.2.5 hoặc là 3 chấm. Nói chung là xe này ảnh dọn để ảnh đi vòng vòng ở trong hẻm thôi. Nên là mấy bạn đừng có nói là xe đó lên bánh lớn rồi đi nó có ok hay không. Đương nhiên là một cái con xe 125cc mà mấy bạn đi cái bánh mà 3.5 với 2.5 mà bà chà bá lửa rồi mà kêu hỏi mày chạy bằng xe zin không? Zin ông nội với zin. Thấy không? Các bạn phải xác định được là một con xe độ kiển với lại một con xe mà để đi công năng hiệu năng là các trường phái nó khác nhau ha. Hai cái trường phái nó khác nhau. Cái con này dự là mình lên đồ chơi dọn xong xuôi hết chắc kinh phí sàn qua sàn lại chủng gần 1 tỷ. Là cái đó là gọi là đang là gọi là tính sáng hán Mỹ Châu á, chứ là chưa có phá ra nhiều. Hồi trước là tính sơ sơ cho anh chiếc BMW RNIT tính giọng khoảng tầm 100 triệu thôi. Sàn qua sàn lại cái anh lên chỉ tới chỉ lui, sàn tới sàn lui thì nó nhảy ra thành 3 tỷ ha. Nói chung là khi mà cái máu đã lên mà tiền sẵn trong kho là cứ thế rồi ben thôi. Mình thích những người vậy, mình thích những người là dám nghĩ dám làm mà quan trọng là phải có tiền. Rồi con này là xong, quăng qua một bên. À mấy con này dự án nó lâu lắm nên là để bên đây để bên kia nhiều khi nó bụi. Mình chuẩn bị mình đặt mừng mấy cái áo chùm xe để làm gì, để dành cho những cái xe mà khách mà lâu á, khách mà có mấy cái gói độ mà gọi là full option lâu lâu á, mình chùm lại chứ mất công lên clip mấy bạn nói kêu má để xe đâu bụi nhìn thấy ghê. Con này là con MSX. Con này thì chưa lên cái gì hết. Con này chỉ mới lên cùm công tắc với lại ghi đông Akosato với lại cái cùm tăng Domino. Thì cái con này mình chỉ có sơn tem cái dàn áo với lại mình sẽ chế mình vuốt cái đuôi. Mình vuốt cái đuôi gầm ở dưới bát biển số á. À vuốt cái đuôi chế mũ cho nó ăn ôm sát vô trong cái phần đèn. Nhìn cho nó cảm giác cho nó nhìn cái xe nó ngầu ngầu quậu quậu tí xíu. Thì cái con này sẽ chỉ có sơn dàn áo sơn tem, quan trọng là chế cái đuôi cho nó giống mô tô á, không ôm che hết sát cái phần sườn, ăn sát mí vô cái phần đèn nhìn cho nó bét. Thì con này dự trù khoảng tầm 7 ngày xong. À cái non này nếu mà chế cái đuôi mình nghĩ chắc là nó sẽ đẹp hơn cái zin. Đa phần là vậy rồi. Bỏ tiền ra mà làm nó xấu hơn cái zin thì ta nghĩ chơi xe luôn cho rồi.
mà phải tùy theo, quan trọng mỗi người một mắt thẩm mỹ nữa. Mà chắc là mắt thẩm mỹ của mình chắc nhiều khi không bằng mấy bạn đâu ha. Rồi đây là con xe scooter, con này con Juno này thì mình cũng dọn đâu ít ra cũng khoảng tầm 5-6 chiếc rồi. Thì con này làm cái gì? Con này là dọn full hết, không chừa một cái món nào hết. Thì thường thường mấy cái xe Juno hay là DOZX mà mấy bạn tháo ra, mình nói thiệt với các bạn luôn, 10 chiếc, hầu như 10 chiếc là tháo ra là nè, từ cái ghi đông tới cái sườn là nó xét nó một giống gì nè. 10 chiếc là như 10 chiếc, mình tháo tính ra nếu mà Juno mình tháo phải hơn 5 chiếc, Dio mình phải hơn 6 chiếc rồi, là mười mấy chiếc rồi, không chưa có chiếc nào mà cái sườn nó đẹp hết. Thì cái con này mình sẽ tháo ra, thứ nhất là mình sẽ phục hồi thay chắn cổ nè, phục hồi phuộc trước sau, rồi xi ốc full xe, sơn sườn, nói chung là làm lại chân chu gần giống như xe mới. Nói chung là xe này của nữ đi, đi chợ vòng vòng, nói chung là dọn lại nguyên con mới, xi ốc, sơn dàn áo, rồi phục hồi phuộc trước sau, thay bật đạn bánh, rồi bật đạn cổ, rồi làm lại đường điện cho nó sạch sẽ, rồi canh lại cục máy đi cho nó ngọt ngào, với lại làm nồi ha. Thì mấy bạn hỏi mình là bên mình có làm máy hay không, thì bên mình sẽ không làm máy độ, mình chỉ có hỗ trợ những anh em nào mà dọn full thì mình sẽ gửi qua bên tiệm quen, mình đứng ra mình bảo đảm, mình bảo hành, mình làm cho anh em, để cho đỡ cái công anh em đi, thấy không? Nhiều khi mà mấy anh em làm sơn dọn bên đây xong rồi phải đem qua bên kia làm máy, rồi nó mất công anh em 2-3 tập là một. Cái thứ hai, nhiều khi mấy anh em không có biết được cái chỗ nó ok, rồi gặp thợ này nó rẻ một chút, rồi chạy không ok quạnh qua bên kia gặp thợ kia nó rẻ một chút. Tốt nhất mấy anh em kiếm một cái đơn vị thi công thôi. Để làm gì? Để nắm đầu một thằng một, để mình nắm đầu cái thằng có tóc, mình làm việc nó cho nó dễ, thấy không? Chứ bây giờ mấy bạn đi qua bên tiện, một bên thì ráp, một bên thì tiện, xong rồi tới lúc mà ráp vô bị lỗi, cái thằng tiện nó đổi thừa cho thằng ráp, rồi thằng ráp nó đổi thừa cho thằng tiện, bạn là người đứng ở giữa là bạn ăn hết luôn ha. Nếu mà tốt nhất, một là bạn quăng cho thằng tiện cho nó làm hết, nó ráp vô cho bạn. Hai là bạn quăng cho thằng dọn, nó quăng đi tiện luôn, không? Nói chung là nó sẽ chi phí nó mắc hơn tí xíu, nhưng mà được cái gì? Được cái là bù lại mấy anh em được cái bảo đảm, được cái không phải cực công mình ha. Và một trong những cái điều mà mình ghét nhất ở xe hai thì mấy bạn biết gì không? Một khi mà tháo máy tháo sườn của nó ra, trời ơi, nó nhớ không à, xe dơ lắm. Nó không giống như mấy cái xe bốn thì của mình. Xe bốn thì nó ít khi nào có nhớ lắm, trừ khi nào mà mấy bạn bị hở đầu lòng, hở bạc này nọ thôi. Chứ còn ron chân lòng á, thì nó mới lòn khói, lòn nhớt đồ lên thôi. Chứ còn bình thường là nó không có giống như vậy. Hiện trạng là cái xe nó đang như vậy, từ cái cổ bô cho tới ốc bô cho tới bình xăng con, nói chung là nó xét hết ráo rồi. Thì cái con này là mình sẽ không có nhận cái gói detailing, nhưng mà mình sẽ phục chế lại coi như là 90%. Như những cái này là mình sẽ dùng hóa chất mình tẩy ha, mình tẩy cho nó trắng. Bây giờ các bạn cứ nhìn cái hiện trạng như lúc đầu như bây giờ đi, tới lúc mà cái con xe này mình chỉ nhận có 5 triệu thôi nha. Nhận 5 triệu là bao gồm là rớt máy ra, là chưa tính phần làm máy phục hồi phục nha. Mình chỉ có là rớt máy ra, đi lại đường điện, với lại làm sạch là bình xăng con, máy bô này nọ, rồi sơn full cái sườn nè, chống đứng chống nghiêng, với lại mâm mốt đồ, là nói chung những cái đồ đầu kim loại á mình sẽ sơn tĩnh điện lại. Còn những nào mà có hệ đầu si mình sẽ quăng đi si, là si lại giống mới. Cái con nào mà nó là ốc vàng thì si lại ốc vàng, con nào ốc đen si lại ốc đen ha. Rồi dàn áo là sẽ sơn màu vàng, rồi lên những cái món lặt vặt giống như là thảm nè, rồi cái chụp đèn, với lại cái ba ga sau, rồi cái bánh sau, thì mấy đó là cái những phần phát sinh sau. Còn về cái phần dọn mới lại giống như bên mình thì nó khoảng tầm 5 triệu, là bao gồm tất cả những chi tiết về sơn ha, sơn với si, rồi rửa ráy, rồi còn những cái phát sinh sau như là làm nồi phục hồi phục hay gì đó là sẽ là do bên kia người ta sẽ cung cấp thêm. Ok, đó, một con xe hai thì mà đi mười mấy năm là mấy bạn sẽ tháo ra nó rất là ghê, nhớt nhau tè le hột me. Cái xe này coi như là dàn áo nhìn cũng sạch sẽ, là có nghĩa là chủ xe vẫn còn biết giữ nha.
chứ còn có nhiều xe mà tháo ra là nhìn là không dám tháo luôn, nhìn nó thấy ghê lắm, mình không thấy con ốc luôn á, nhớt mà nó đóng lại mà không thấy con ốc luôn á. Mấy bạn nào mà chuyên sửa hay thì cũng biết. Do tối hôm qua mới đi Vũng Tàu về nó hơi đuối, sáng nay định xin vợ nghỉ 3 tiếng đồng hồ để cho dưỡng thương rồi mà vừa nói một cái là lườm phát một là mặc đồ đi làm luôn. Thường thường cái xưởng mình nó nóng á, mình mặc quần xà lỏn cho nó khỏe, chứ mỗi lần mà người ngợm là nó đã dơ rồi, mà mỗi lần đi quay clip cho anh em ở trong xưởng rồi phải mặc đồ chỉnh chu, quần jean rồi áo thun đồ, đeo mắt kiến đồ chi màu mè, nó hơi màu mè xíu, mất thời gian, nóng nực nữa. Trời ơi đứt luôn, trời ơi. Mấy cái đó lấy cái kìm mỏi nhọn cái chai cha. Chết rồi, à, thợ chuyên nghiệp vậy là chết, chết. Mấy phải đó tao lấy kìm mỏi nhọn, em lấy kìm đó là bóp và đứt hết, đúng rồi. Nhưng mà đó không sao, có đó là cái dây ống xăng, không vấn đề gì hết, ở nhà mình có bán ha. Cái nào mà mình làm hư thì mình sửa lại. Em ẹt nguyên cái máy ra luôn, tháo cái chân máy nè. Em quay phim lại hết luôn cái vàng rắc đi. Rắc này đa số dây này còn dây zin hết, nó chưa có đấu đâu, nó chưa có mổ dây. Rồi, quay phim là cái đi rồi dứt hết rắc ra luôn, kéo cái bát lên rồi giật hết vàng cái điện ra, bắn cái chỗ cái chân máy nè. Đẩy nguyên cục máy về sau luôn, tháo phuộc ở trước. Rồi bắn cái chân máy, đẩy nguyên cục máy về sau luôn, rồi tháo bánh, tháo rời cho dễ. Giờ nhanh gọn lẹ. Trời ơi không lấy súng bắn chỗ chuyên nghiệp. Chọt vô cái bắn cái là xong. Rồi. Cảm ơn em đã lít vô coi hết cái video của mình. Thì cái con này cũng khoảng tầm một tuần lễ đó xong thì mấy em coi hiện trạng là bây giờ thì nó hơi gớm như thế nào. Một tuần nữa mình sẽ cho anh em coi cái hiện trạng xong xuôi của nó trơn tru chỉnh chỉ. Không? Giao xe, quan trọng là cái chất lượng đầu ra. Chứ mấy bạn đừng có quan tâm là cái xưởng nó dơ, hoặc là cái thằng quay video nó đẹp trai, hay là cái thằng làm video nó mặc đồ như thế nào. Bỏ qua cái đó bằng lên. Quan trọng là mình đang coi một cái kênh về độ xe. Quan trọng là những con xe độ ra đẹp hay không đẹp thì mình sẽ có ý kiến về những phần đó thôi. Chứ còn về cái phần thời trang mình miễn bàn. Ok, cảm ơn em đã thích vô coi hết video của mình. Giờ mình lại bắt đi kênh số 79.